chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khánh Hân TV. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khánh Hân TV. Hôm nay Khánh Hân TV lại gửi đến các bạn những các video tiếp theo về những chậu dâu tây và chia sẻ với các bạn một vài những cái kiến thức về trồng dâu tây mà trong quá trình trồng dâu tây Khánh Hân TV đã đúc rút lại. Và đây là những cái chậu dâu tây mà như các bạn thấy trong video đang còn rất sơ sát đúng không các bạn? Đó. Đây kia. Các bạn thấy không? Từ kia, từ đây. Là những cái chậu dâu tây mà Khánh Hân TV mới khôi phục lại sau một cái mùa mưa và một cái thời gian qua vì một cái lý do rất riêng, cho nên là Khánh Hân TV không có đăng những video về dâu tây. Thì các bạn có thể thấy là hôm nay thì những các cái chậu dâu tây nó đã phát triển, đang phát triển trở lại và trông rất là mạnh, đúng không ạ? Đây là chậu dâu tây Nhật. Hai cái chậu dâu tây Nhật này thì mình đã mua, và sau một thời gian mình trồng thì vì một lý do mình sửa nhà, sửa vườn các bạn, và mình để cho nên nó bị trông nhìn các bạn nhìn thấy nó cong queo, nhưng bây giờ nó đang ra lộc này. Đây, ra lộc rất là nhìn rất là mạnh, các bạn thấy không? Đây là dâu Nhật nhá. Còn những cái dâu mì đá kia là những cái dâu mì đá các bạn, là một trong những cái chậu dâu mà mình mới khôi phục lại sau mùa mưa. Và đây là những chậu dâu mì đá. Chậu dâu này chậu dâu gốc, và đây là những cái chậu dâu mà mình trồng ra từ cái ngó mình tự nhân giống đây. Đây các bạn. Đây là những chậu dâu từ nhân ra từ ngó, và chậu đây là dâu mì đá. Và đây là chậu dâu tây Nhật. Đây là chậu dâu tây Nhật mà là chậu dâu gốc, tức là đây những cái gốc lớn mình trước đây mình có mua và mình trồng lại, bây giờ là nó đang phát triển trở lại này. Mấy hôm nay mình đang chăm sóc lại và nó đang phát triển lại cũng khá mạnh nha các bạn ha. Trồng lộc của nó, rồi lộc lá này, rồi rễ nó ra phát triển rất mạnh. Mình tiến hành bón phân, xới đất. Dâu nó phát triển rất là mạnh các bạn. Và mùa này thì cũng đang là mùa dâu. Nên mình tiến hành mình khởi động vào mùa dâu tây. Và đây là những cái cây dâu tây mình bứng ở dưới đất lên, mình trồng vào chậu. Trong cái thời gian trước đây thì cái chậu dâu tây nó mọc xuống đất, nó các cái ngó nó ra nó mọc xuống đất, thì bây giờ mình sẽ bứng ra mình trồng vào chậu các bạn. Và đây là chủ đề chính hôm nay mình mới muốn chia sẻ với các bạn, đó là để làm sao để duy trì được cái chậu dâu tây qua một cái mùa mưa. Thì các bạn thấy trước mặt đó là hai cái chậu dâu tây. Đây là một cái chậu dâu tây này là cũng là cái chậu dâu tây gốc. Quá trình mình để ngoài trời mưa các bạn, thì nó đã, các bạn thấy đây, nó đã bị sơ xác, và nó nhìn nó sơ xác hết đây, các bạn thấy không? Nhìn cây nó cong queo mà nó gầy yếu. Tuy nhiên thì cái chậu phía bên này ạ, đây. Cái chậu phía này thì nó cây rất là mập mạp, cứng cáp. Và bây giờ thì chỉ cần xới đất lại, đưa ra ánh nắng là nó đã phát triển rất là mạnh. Mình sát cái camera để cho các bạn thấy là cái gốc nó phát triển rất mạnh nha. Đây các bạn có thể thấy được là cái gốc này, gốc rất là to ha. Đây, đây các bạn thấy chưa? Đây, cây này thì nó đang có hoa luôn. Vậy thì các bạn có thắc mắc rằng là tại sao những cây dâu tây này nó phát triển rất mạnh và những cây dâu tây phía bên này thì nó rất là còi cọc. Đấy. Thì mình cũng đến ngoài trời, tuy nhiên thì những cây dâu tây này các bạn, mình cũng đến ngoài trời, tuy nhiên thì những cây dâu này thì bình thường là mùa mưa, tuy nhiên là vẫn để được cái nhục có ánh sáng nhiều các bạn nhé. Có ánh sáng nhiều và nó thoát nước được. Thì cái cây dâu tây nó vẫn là trụ qua đồng mùa mưa. Và nó vẫn phát triển cũng không được mạnh, tuy nhiên thì nó vẫn duy trì được cái khả năng sinh trưởng rất là tốt. Các bạn thấy cây rất mập mạp. Thì có nghĩa là thế nào? Dâu tây thì nó không ưa nước các bạn. Nó không ưa ẩm ướt, quá ẩm ướt,
tức là cái mức độ nước vừa phải. Và đặc biệt thì cái cây dâu mì đá nó rất là khỏe. Cây dâu mì đá nó cực kỳ khỏe luôn các bạn, chứ không phải là mình thì chủ yếu là mình ở đây của mình thì dâu mì đá là nhiều các bạn. Còn cái dâu Nhật thì mình mới sưu tầm sau này thôi. Mình chưa có phát triển được nhiều, do là cái thời gian vừa rồi thì như các bạn thấy thì mình ít đăng video đấy. Thì dâu mì đá mình có đang nhân giống, tuy nhiên thì nó cũng phát triển, nhưng mà mình thấy dâu mì đá thì phát triển cực kỳ mạnh luôn. Đây các bạn thấy không? Có nghĩa là dâu thì nó chỉ hợp với cái ánh sáng buổi sáng sớm các bạn. Ánh sáng buổi sớm á. Và buổi chiều thì tốt nhất là các bạn nên cho nó vào bóng mát. Đấy, đó là anh về ánh sáng. Còn đất thì cái đất bình thường thì mình bón thêm các loại phân hoai mục, cũng chỉ xốp xốp một chút là nó đã phát triển rất là mạnh. Thì đương nhiên mùa mưa thì đất nó bị đén xuống, các bạn thấy không? Đấy. Và cái mùa khô thì mình chỉ cần sới lên thôi. Mình sới lên là cây nó đã bắt đầu nó đang phát triển lại các bạn nhé. Đây. Đó là cái đặc biệt của cái dâu mì đá là nó rất là khỏe vậy đó. Và cái chất đất thì nó cũng không cần cầu kỳ lắm. Như thế này thì chỉ khô khô và mình bón thêm các loại chất phân, có chất dinh dưỡng là nó cho quả là rất tốt. Cho quả là nó vừa ngọt mà quả nó to nữa. Đây các bạn thấy không? Cây dâu mì đá rất là to ha. Và mình đang khởi động lại cái mùa dâu tây với những cái chậu dâu tây như thế này. Đó. Không có gì khó khăn, dâu tây nó cực kỳ mạnh các bạn nhé, dâu tây mạnh. Và cái mùa mà bây giờ thì ở Tây Nguyên thì đang là cái mùa rất phát, nó là mùa khô bạn, mùa khô cho nên là cái cây dâu nó cũng rất phát triển rất là mạnh. Mình chỉ cần sới đất, bón đủ phân, nước thì cũng vừa phải thì dâu nó phát triển rất mạnh. Ngoài ra những cây dâu này nó đang cho ngó rất là mập các bạn nhé. Nhưng mà đang mùa trái rồi, mùa này là đang chuẩn bị cho ra trái thì có thể những cái ngó thế này thì mình có thể cắt đi để mình tập trung cho cái cây nó ngày mai nó có hoa có trái các bạn. Thì nó tập trung nó nuôi trái, nuôi cây, à nuôi nuôi trái thì quả nó sẽ múp và nó to. Thì cái mùa mà nó hết trái thì mình sẽ cho nó phát triển ngó để mình nhân giống. Đó là cái cách của mình đó các bạn. Và nếu như các bạn có điều kiện thì hãy nên đưa dâu tây vào trong những cái nhà bên trên thì nó che được mưa các bạn. Tức là nhà kính ấy. Mình đã có làm những cái video mà ở chỗ mà trồng dâu mà ở công nghệ cao thì họ đưa vào nhà kính. Thì để dâu đây thì mình cũng đưa vào trong hè. Tức là chỉ có ánh sáng và gió tự nhiên thôi. Thì những cái dâu này thì mình cũng trồng từ ngó. Đây là dâu mì đá các bạn. Mì đá thì nó phát triển rất mạnh ha. Thì mình để vào trong này thì mình tiện cho cái việc chăm sóc, tưới tắm và đặc biệt là mình theo dõi được sâu bệnh này. Mình chăm sóc nó thì cái khả năng mà cho quả đậu hoa, cho quả là rất là tốt. Đó. Đây là những cái chậu dâu tây mình đã đưa vào trong nhà đó các bạn. Tức là vào trong cái bên hè để mình tiện cho cái việc chăm sóc cây dâu nó được tốt hơn. Đó là mình nhân giống từ ngó các bạn nhá, những cây dâu tây mì đá. Và đây là những cái dâu Nhật này các bạn. Dâu Nhật mình cũng mới nhân giống ra từ ngó đây và nó đang phát triển rất là tốt. Và mình đưa vào trong nhà đấy, mục đích của mình là mình tiện cái việc chăm sóc, tưới tắm rồi đặc biệt là theo dõi sâu bệnh, nếu có sâu thì mình bắt sâu này, những cái con sên ấy. Và đặc biệt thì cái dâu nó chỉ ưa cái ánh nắng buổi sáng các bạn. Ánh nắng buổi chiều thì nó gắt quá thì nó không có được tốt lắm. Thì mình chủ yếu mình để đây để cho nó hấp thụ được ánh nắng buổi sáng thì cây nó sẽ phát triển nó tốt hơn. Độ ẩm thì vừa phải. Và đây là có những cái cây mà dâu, cái dâu Nhật này, cũng trồng ngó rất là đẹp các bạn. Thì cái dâu Nhật thì mình trồng ở đây thì thấy cái cây nó vẫn chưa được khỏe lắm, nhìn nó cũng đang còn gầy guộc đó các bạn. Nó không mạnh, không múp như những cây dâu tây như bị đá. Như các bạn thấy cây dâu Mỹ thì nó bị đá này. Cây nó rất là to, thân nó to lắm. Lá rất to, nhìn khỏe mạnh. À, vậy thì trong vườn thì các bạn nên có những các cái chậu dâu tây này. Dâu thì nó vừa đẹp vừa làm một cảnh, tuy nhiên thì mình hãy chọn cho mình một cái loại dâu nào.
Tất nhiên là dâu Mỹ Đá thì cái chất lượng quả nó không ngọt bằng những cái dâu Nhật như thế này. Nhưng mà mình nghĩ thì mình cứ trồng được thì nó cho quả thì mình để chín lên thì ăn cũng rất là ngon. Và dâu Mỹ Đá thì rất khỏe và hầu như nó phù hợp được. Mình nghĩ là nó phù hợp được đa số là những cái thời tiết ở rất nhiều những cái vùng miền ở Việt Nam chúng ta. Đó, đó là một số những các cái kinh nghiệm trong thời gian qua mà Khánh Nhân TV trồng những các cái chậu dâu tây thì đã đúc rút lại được, thì cùng chia sẻ với các bạn. Và đến đây thì video của mình xin kết thúc ở đây, và nếu các bạn có ý kiến gì thì hộp comment bên dưới nhé. Và Khánh Nhân TV sẽ tiếp tục làm những cái video tiếp theo về dâu tây. Và ngay bây giờ thì các bạn còn chờ gì nữa thì hãy tìm cho mình những cái cây dâu tây trồng để dịp vào Tết thì những cây dâu thế này thì nó có những cái quả mà nó chín mọng ha. Nhỏ nhỏ thế này chín mọng thì các bạn bày ở trong nhà. Và các cái lá già này thì nay mai mình sẽ ngắt đi ha. Thì nó sẽ ra những cái lớp lá mới nó non và mơn mởn hơn, thì xen giữa những các cái quả màu màu đỏ thì thật là tuyệt vời các bạn ha. Thôi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.